Đấy là tiên nữ. Quay đẹp thế. Đấy. Tiên nữ để mà à, thì tất cả đây là đầu dòng hết. Trên cùng đó hả? Các bạn, những ngọn ngự ngự trên đây là tiên nữ đây. À, đấy, đấy em thấy rồi. Đây là tác phẩm điêu khắc kinh. Hai cánh cửa ở trước cung chính của ngài này là tứ linh. À đấy cổ động. Hai cửa trước của ngài là tứ linh. Thì long cái bức chạm rồng đấy là phong cách thế kỷ chạm khắc thế kỷ thứ 17. Và cái này nó đụng điểm quan trọng. Toàn bộ các cái chồng giường, đây là bức chồng giường và cột này là đều là gỗ nên có cái bàn trực luôn. Cái bàn của Bộ Văn hóa về đầu quay phim nhá. Họ quay cái bức này là 5 ngày. Tôi bảo rằng sao mà sao lâu vậy? Họ bảo ôi thì cái bên ngoài là các ông lấy trong cái búp đàn nó bình thường, chúng ta lấy cái phần bên trong quan trọng. Bước ở ngoài kia là 4 ngày, đây là 5 ngày. Hôm rồi báo cáo với sếp kia là hôm rồi á ở Bộ Văn hóa họ định mượn hai cánh cửa này. Nhưng mà chúng tôi trước đây cho mượn nhiều thứ là bị mất rồi nên không dám cho mượn. Đúng rồi, không. Làng họ không cho mượn. Đúng rồi. Cái này nhưng mà các cụ lại bị sơn bóng lại, vừa rồi bị sơn lại đúng không? Không, vẫn vậy chứ có sơn đâu. Phủ lại sơn bóng cho nên nó đang có một số cái nó đang bị bóng. Chứ trước đây là còn nguyên bản gỗ mộc. Cái bản gỗ mộc của anh Phương anh chụp trước đây cháu nó xem hết cái là gỗ mộc không? Cái của anh này rồi. Rồi. Nhìn nó phê lắm. Đây là tiên nữ tự dòng. Còn các bạn để ý phía góc trên kia, cái cột kia cả. Thì đấy nó gọi là ngài trong này là nặng gần 1 tấn. 997 kg. Bạn đồng. Đồng. Mà cái thời gian trước ấy mất cái chuông kia, xong cái bà thóc cái chỉ bà đưa bà sơn son thép vàng đi. Chứ ngài đúng bằng đồng. Bằng đồng ngày xưa, đồng tức là cách đây 700 năm ấy. Chứ không đồng ngày nay đâu. Quý giá trị đâu. Cái bức chuông là kia. Các bạn để ơi cẩn thận nha. Ở cái bức trên kia kìa, đấy là chính là bức trai gái đùa vui. Đây là một trong những bức chạm nổi tiếng nhất của Việt Nam. Bởi vì từ trước đến nay người ta quan niệm rằng đã vào chỗ Phật Thánh là chỗ tôn nghiêm thì không bao giờ đem chuyện trai gái vào trong ngày cả. Đấy. Thế nhưng tại sao người ta đưa cái này vào? Bởi vì đại bàng bốn nụ cười, bốn gương mặt. Đấy. Thì đem vào bởi vì này để quan niệm của các cụ ngày xưa là tôn thờ thần. Nhưng trong thần vẫn có dân, trong dân vẫn có thần. Có thần. Đấy, cho nên là người ta tín ngưỡng là người ta muốn là đưa các vào để vượt qua cái lễ giáo phong kiến thời kỳ đấy là phép vua à, là thua lệ làng. Đấy, cho nên người ta vượt cái thời điểm. Cả cái gì mà đến những năm vừa rồi nói thi đại học nữa thì các ba họ phải được xin đây khả năng độ tiếp thạc sĩ đây cụ. Đây là người nhân chứng vừa xin phép ngài để bảo là con là cũng đã được ngài cho phép, cho nên là con đã đỗ xong cái bằng thạc sĩ rồi. Đấy, và về đây chính là làm cái đình trường này. Cái gì đây đụng đến khối hết đấy các cụ xem, không có cái dính dùng gì cả. Độc đáo, độc đáo luôn. Và trên đây giáo sư giảng Lê Văn Nam nói là nhất nhị vô nam mà. Độc đáo. Nhất nhị vô nam. Đấy, bên này nó có tất cả những tiên nữ cư dòng. Đục giỏi, lớp chồng lớp. À, cái này nó gọi là chạm lộng và chạm bông. Thế thì cái bách long này đặc biệt ở bên đây là lại có những cái con nho sóc, sóc chảy. Đó, đây. Ờ, đây. Hả? Bốn nụ cười. Bốn người trên đây chứ. Hả? Trên kia đấy là tiên nữ, tiên. Nam nữ. Tiên đứng phía trên. Có một người con trai cùng với một người con gái thì câu chuyện người ta kể theo cái góc dân gian ấy. Thấy bốn nụ cười đâu quanh em gái. À, tí nữa anh có ảnh mà. Anh Phương anh chụp trước ấy. Anh có ảnh hết rồi. Xem rồi. Rõ mười người luôn. Nhưng mà có cái này em không coi. Đấy, đây là cái anh đèn lên cho. Anh đèn. Ở đấy trên này phải dùng máy quay mới nhìn thấy được. Đây chưa? Đấy. Bốn người. Đây một nhá. Hai ba bốn này. Có một ông già trên cùng là tiên. Tiên cùng là tiên chứ không phải là ấy đâu, chỉ có bốn người. Đây bốn người. Đúng ở chỗ đấy thôi. Sao em đang nhìn thấy năm? Bốn. Không, bốn chị ạ. Bốn người. Năm là có cái kể cả tiên ở trên. Đây là bên này là có sóc. Đấy. Sóc và thực ra thì có thể người thì gọi là sóc, người thì gọi là khỉ. Thế nhưng mà đây nó thể hiện cho cái sự thuần phục đây con. Đây này. Đây các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy đây à, đúng rồi ạ, thấy chưa? Vâng. Rồi sóc mình sóc mắt khỉ thực ra thì nó cũng gọi là khỉ. Tại sao lại khỉ không? Nó không phải cường điệu, thực chất con này là con khỉ. Tại sao người ta nói là ở đây là con khỉ? Bởi vì là quan niệm của người xưa khi tạc quả tượng dân gian thì người ta nói là khỉ là một con vật tinh nhanh, đấy, nhạy bén.
Đấy, cho nên là muốn cái hóm hình, cái tinh nhanh, cái nhạy bén đấy được truyền lại cho thế hệ sau. Và khỉ thì sống với bầy đàn, cho nên là thể hiện cái sự gì cộng hưởng trong cái quần chúng làng xã, thì người ta xây dựng con hình tượng con khỉ sống thành tộc bầy, cho nên là nó thể hiện cái bầy đàn. Và đặc biệt khỉ sinh sôi nảy nở rất nhanh, cho nên người ta muốn đem cái con khỉ làm cái sự gì ạ, phát triển. Đây là sóc, nho sóc. Nho sóc là tượng trưng cho sự no đủ, bởi vì nho sóc là nó nho thì nó nhiều. Đấy, sóc cũng thế, cũng là những cái con vật được tinh nhanh và nó gắn liền với cái quan niệm sinh sôi rất là mạnh. Đấy, thì cho nên là còn đây thì vẫn là phượng, rồng phượng, thế nhưng có điểm khác là rồng phượng ở đây. À, ở đây thì nói lại là tích hóa hóa long gì vậy, hóa nó không phải là khỉ đấy, nó là tích hóa tiên nữ và long hóa rồng. Trúc hóa long đây nho sóc, và đặc biệt ở đây chủ yếu là tích tứ linh. Rồi các bạn xuống phía dưới này, thì phía dưới này là có nghê và quy ở dưới này, nhưng mà cái này thì ra ngoài thì sẽ dễ hơn, dễ cho hình đấy. Ồ, chạm từ dưới chân chạm lên. Chạm từ dưới chân mà nhiều lớp chị ạ. Để ý bên trong đầu đao đang chạm nhiều lớp chúng mà xong rồi. À, đao này là thế kỷ thứ 17. Đấy. Thời kỳ này thì là do các cái cuộc chiến tranh liên miên đằng trong đằng ngoài, rồi chiến tranh nội ngoại. Đấy, cho nên là cái thời kỳ này nó rất là dữ dằn. Cho nên tất cả các đồ đao này như những cái ngọn mác nó vươn lên ấy, thì đấy chính là một cái kinh khủng đặc trưng nhất của người ghép vào nó thành khối, nó bị siêu đấy. Lớp trong lớp ngoài không, nhưng mà sao đúng là lớp trong đây, lớp ngoài đây, nhìn thấy nhân đến bây giờ những cái người rất, làm rất nhiều được. Lớp đó. Nhìn như đá trầm tích luôn. Ừ, đúng kiểu trầm tích, như trầm tích lớp chủ lớp, trầm tích thời gian, chạm lộng, chạm lộng. Các bạn chú ý nữa, ở đây là có tiên nữ, những cái các bạn nhìn tiên nữ trên cùng, tiên nữ thì tiên nữ này đã tiên nữ thì phải đáng nhẽ phải mặc quần áo tử tế đúng không? Em đang định bảo anh. Thế nhưng mà tiên nữ ở đây là mặc yếm. Mặc yếm này. Đấy, và yếm này tay trần xong lại có một cái không chống, nhưng mà cái tay này nó sẽ cổ tay á. Nó sẽ có một cái bị. Nó có hay còn gọi là túi thơm. Các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái túi thơm bên cạnh ở cái vòng tay ấy. Vâng. Nhìn thấy không? Tiên nữ bên trên thì thấy bên nào cũng có. Vâng. Kể cả bên này cũng vậy. Thì tiên nữ này tại sao có túi thơm, vì dân làng trước đây là khu này là khu ngập mặn, cho nên là có cái nghề mà đánh rậm đi cày đồng ruộng ngập, và đi rời này thì cái biển này, biển ngập mặn thì nó rất là lạnh rét, cho nên là các cụ thường thường có một cái túi là ăn trầu thì người ta cái túi trầu ấy là người ta đi mang đi theo người rất là thắt lưng ấy, nhưng mà khi lội xuống nước thì nó ngập lên đến đùi này, cho nên là họ sẽ phải đeo vào cái tay để cho nó không bị ngập, vì trong đấy nó có thuốc lào, có trầu không các thứ, thì người ta đeo một cái túi đấy, nó gọi là túi trầu. Đấy, đi ra ngoài này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đặc biệt hơn nữa. Hôm nay mình đi có chuyên gia hay quá hay. Kinh qua những cái này. Đây nó có đặc sắc nữa, nằm ở đây nghiên cứu để thải lên đây. Đúng, chuyên gia nghiên cứu. Nằm lòng hết những cái này. Cái cửa này. Người ta nói rằng khi xây dựng cái cửa này thì điều đặc biệt nhất là tất cả những, các bạn nhìn tổng thể thì đây đứng ngoài nhìn vào trong kia, tổng thể bức trong kia là một con rồng lớn, nó gọi là long mẫu hay là long tổ. Đấy, còn ở đây thì nó lại làm là chia ra tất cả các bức này, từ trồng giường đến bảy kè bảy thì đều là long, nó gọi là bách long hội tụ. Đây là bức nổi tiếng nhất, tức là nhìn tất cả các cái bức này đếm đủ 100 con. Kinh khủng. 100 con rồng. Đấy. Ủa, cái này giống cái trong kia. Đấy, giống trong kia cái khác ấy. Khác trong kia. Khác đấy, tí nữa chỉ cho cái khác. Đấy. Cái này là bức Bách Long hội tụ. Bách Long hội tụ. Ở trong là Bách Long gì ạ? Bách Long hội tụ, trong là rồng tổ, rồng ổ hay gọi là rồng tổ. Đấy, đây nhá. Các bạn nhìn bình thường đúng không? Thì sẽ thấy là bình thường như đây này. Tất cả những cái đầu này đều là rồng hết, đây đều là rồng hết, cho nên là rất nhiều rồng, rồng con, rồng mẹ, đấy. Và đặc biệt bên cạnh đấy vẫn có sóc và khỉ. Điều đặc biệt nhất đó là có sóc và khỉ. Nhớ nhá, sóc thì nó có đuôi này, khỉ thì nó có đuôi tròn. Đây. Khỉ thì nó có đuôi dài nhá. Và sóc thì có cái đuôi mà nó có chẽ lông này, đấy các bạn chú ý. Nhưng mà đây giống như cái tay đang cầm cái đuôi khỉ.
Không, cái đây là con rồng đấy, đùa với con khỉ. Em thấy rồi. Thì cái điều đặc biệt nhất là rồng tượng trưng cho đế chế, cho vương quyền. Thế nhưng tại sao lại đùa với khỉ là cái dân dã nhất? Thì đấy chính là cái ước nguyện của người xưa, người ta muốn là gì? Vua chúa hay là dân thường đều là những người, con người, và họ được quyền bình đẳng giống nhau. Cho nên phép vua thua lại làng ở cái điểm này. Đây đây, tóm lấy cái đuôi đi. À đúng rồi, rồng mẹ là gọi là ấm, hoặc là tha rồng con đi để rồi. Thì tất cả này thành một cái bức. Cái móng rồng kìa, anh nhìn thấy bốn rồng, bốn móng rồi ạ. Ờ, tất cả đều đây, đây là cái thể. Đây là bốn cái móng. Đây quắp lên con rồng đấy. Con 12 cái con rồng. Ừ đấy, đây đây, đây cũng là rồng đấy, cũng bốn móng hết. Ừ. Đấy, khác với rồng chân chim của thời kỳ nhà Đinh. Đinh Lê ngày xưa là chỉ có 3. Đinh Lê ngày xưa chỉ có 3. Rồng thời Lý là mấy móng nhỉ? Thời Lý là có cũng là ba móng chân chim. Lý là chân chim. Đây các bạn để ý ở đây mới là quan trọng. Ở đây là cái cột này là tứ linh nhá. Nghe, đấy tứ linh. Cột bên kia. Đây là tứ linh nhá. Đấy, tất cả những cái cột này gồm có bốn con vật, dưới là có nghê, trên là có quy, sau đó là long. Long đây. Đấy, ở trên kia là phượng. Đấy, trên là phượng. Đây, các bạn. Tích tứ linh nhá. Ly này. Đây, quy bên này. Nó quy đâu? Quy này. Quy đâu? Rồi, phải đeo mắt. Đây. Nó nằm ở đây. Đây là nghê. Ly. Đấy, long đây, quy nó nằm ở đoạn nào đây này? Dưới chân này từ từ. Khuất đây. Đây. Hai bên mà anh. Hai bên. Không, hai bên. Đây thứ con quy là con rùa đây thứ. Đây thứ vẩy thứ. Không, đây là vẩy của long. Vẩy của long. Đây là đầu cái rồng. Quận rồi đây. Đây là đầu rồng đây. Rồi. Mình ẩn bên trong. Mình ẩn. Long ẩn bên này. Đây nhá, đây phượng này. Đấy. Nên phượng lên trên trời. Thì đây chính là thuyết thiên địa nhân. Thiên địa nhân. Trên thì có phượng bay, có rồng bay. Giữa thì có muông thú ở. À, dưới đất thì có cá. Đây, cá đây. Các bạn phải nhìn vào đây thì mới thấy cá. Em thấy ghi nhanh cái đoạn này ngược vào. Đây, đây, đây sang bên này. Anh quay về đầu. Các bạn sang bên này. Đây là có cá. Ờ, đúng rồi. Có hai con cá nhìn thấy chưa? Rồi. Đấy. Ở bên kia là hai con cá. Đài sen nhỉ? Ừ. Bên kia là đài sen đúng không? Đấy. Hai con cá và rùa nằm đây. Đấy, rùa nằm đây. Tức là ở đây thì là đây là mặt nước. Thì cá là sống dưới nước. Tượng trưng cho dưới đất. Từ đây giờ đây là muông thú. Trên này là trời thì có rồng bay phượng múa ở trên này. Thì đấy gọi là thiên địa nhân tam hợp. Ở trên cùng một cái trụ có quan niệm về trời đất. Đấy. Đúng rồi, một tác phẩm. Có 102 anh ạ. Đấy, đây thế. Đấy, nhất nam vô vi. Không có ở đâu. Đấy là của đình khác. Cự chữ. Nhưng mà đấy cũng là thể hiện. Đây nhỏ xong. Nhỏ. Tất cả những đầu. Anh đánh giá về công trình này anh vừa nói là như nào? Hả? Cái giá trị của công trình này này, giá trị của tác phẩm này này. À, giá trị đây là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Việt Nam còn tồn tại đến bây giờ. Đấy, và gần như là còn nguyên bản. Nguyên bản. Cái vấn đề là đẹp nguyên bản. Bởi vì cái nghệ thuật chạm khắc này là một trong những cái nền nghệ thuật chạm khắc nổi tiếng nhất mang phong cách thế kỷ thứ 17. Đấy, độc đặc sắc. À, trước thể đây thì thường ấy thì là người dân sẽ đưa những cái mong ước của dân gian vào trong các cái bức chạm khắc này để thể hiện mong ước. Đúng rồi. Mong ước kiểu như là nó cũng có giá trị phồn thực đấy. Đúng rồi. Nhiều cái. Thực ra thì nó muốn là phá bỏ cái lễ giáo phong kiến quá hà khắc, vì ngày xưa đối với trai gái không có chuyện gọi là nam nữ là thụ bất thân. Cho nên người ta không thể cho gần nhau được. Nhưng ở đây thì nam nữ lại đùa vui. Thì đây là một cái điều đặc biệt nhất. Mà lại không chỉ có một thế. Anh có cuốn. Có, anh có. Anh cho em mượn. Có đề tài. Ừ. Nó quá sâu sắc luôn. Anh em sẽ cũng xin cái đề tài để em cũng sẽ gửi cho anh Hiếu bên VTV2. Ok. Anh sẵn thu giá. Anh ra được mà.